Vâng, trận đấu thứ năm. Trận đấu thứ năm của buổi thi đấu giao hữu này là cuộc đọ sức giữa các trai của Mai Hòa Khẩu Yên và các trai đến từ Thái Thịnh Kinh Môn Hải Dương bạn nhá. Phương Thanh, thành phố Mỹ sẽ cho trận đấu anh thi đấu luôn các bạn ạ. Rất đáng tiếc. Tình huống phát bóng ra ngoài của các trai bên phía đội Mai Hòa rồi. Điểm số 1-0 cho các trai đến từ Thái Thịnh Kinh Môn. Rất đáng tiếc. Vâng, vậy là pha ghi điểm của Tuấn Quan cho trai đến từ Mai Hòa, 1-0. Và đội hình ra quân của trai bên phía đội Mai Hòa Cẩm Yên là bên phía tay trái mà các bạn. Ra quân gồm có Việt Quan, Văn Thường, Tuấn Quan, Mạnh Hùng. Còn trai còn chàng trai còn lại hiện tại là tôi chưa nhớ tên, tôi chưa biết tên. Còn đội ra quân của trai bên phía đội Thái Thịnh Kinh Môn Hải Dương đang gồm có bộ ba xuất sắc của mình, đó là Lương Huy Đông, Văn Hiếu, Hoài Lam và Ngọc Tuấn. Và chàng con trai còn lại đó là Văn Điệp các bạn. Một tình huống bóng chắn tốt của Ngọc Tuấn. Và Ngọc Tuấn đã mang về điểm số 3-1 cho con trai đến từ Thái Thịnh. Không loa chắn về anh ơi. Nghe theo quyết định của trọng tài, điểm cho con trai đến từ Thái Thịnh 3-1. Mạnh Hùng, một pha lập bóng như dã dò của Mạnh Hùng đã thành công. 2-3 cho con trai đến từ Mai Hòa Khẩu Yên. Vâng, trong trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến màn đọ sức của những chàng trai trẻ có lực đập tốt nhất của buổi giao hữu này, đó là Lưu Huy Đông, Hoài Lam và Mạnh Hùng. Bên Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương đó là Hoài Lam, Lưu Huy Đông. Còn các bên Mai Hòa Khẩu Yên gồm có đó là Mạnh Hùng các bạn ạ. Chàng trai cực kỳ ấn tượng đối với tôi. Mạnh Hùng quá tuyệt vời, không còn hội nào cho hàng thủ bên phía đội Thái Thịnh trong tình huống bóng vừa rồi bạn ạ. Một tình huống đập bóng quay lực quá tuyệt vời của Mạnh Hùng. 3-4 cho Mai Hoàng Cửa Yên. Bóng vẫn còn, một tình huống có cứu bóng rất cố gắng của Tuấn Quan. Rất đáng tiếc, và xử lý bóng cuối cùng của Việt Con lại ra ngoài mất rồi. 5-3 cho trai đến từ Thái Thịnh Kinh Môn. Và xử lý bóng của Huy Đông. Ai đây? Mạnh Hùng. Một tình huống đá bóng uy lực, rất đáng tiếc bóng ngoài sân các bạn ạ. Điểm cho Thái Thịnh 6-3. Vâng, điểm 4-6 cho Mai Hoàng Cẩm Yên rồi. Lưu Huy Đông chưa được. Pha xử lý bóng của Ngọc Tuấn, tình huống phòng thủ tốt của Văn Thường. Một tình huống đập bóng uy lực của Tuấn Quan đã không qua được hàng chắn bên phía đội Thái Thịnh. Điểm cho Thái Thịnh 7-4. Vâng, Thái Thịnh đang tạo ra khoảng cách 3 điểm số cho con trai đến từ Mai Hòa Cẩm Yên. Bước một tốt của Văn Thường. Mạnh Hùng quá tuyệt vời các bạn ơi. Một tình huống đập bóng cắm sân của Mạnh Hùng các bạn ạ. Vâng, điểm 10 cho Mạnh Hùng với pha bóng vừa rồi. 5-7 cho Mai Hoàng Yên. Quá ấn tượng Mạnh Hùng. Chúng ta cần màn nắp trà đến từ Hoài Lam. Không được rồi, một pha đập bóng không thành công của Hoài Lam. Vâng, điểm cho trà đến từ Mai Hòa. 6-7. Chỉ cần bước một tốt thôi. Không được, bước một thôi lỗi các bạn ạ. Một pha quyết định uy lực của Ngọc Tuấn, rất đáng tiếc bóng ngoài sân. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Mai Hòa 7-0 rồi. Vâng, điểm số đã trở về thân bằng. Lưu Huy Đông có điểm số cho Thái Thịnh 8-7. Vâng, pha phòng thủ không thành công của Mai Hòa Khẩu Yên. Và xử lý bóng của Tuấn Quan. Cơ hội trao cho ai? Huy Đông chưa thành công. Chưa được. Bóng chắn quá tốt.
Vâng, điểm cho trai đến từ Mai Hòa 8 đều. Vâng, những chàng trai trẻ của hai đội đang thi đấu ấn tượng các bạn ạ. Trong phút qua thì Mai Hòa của Yên đang thi đấu cực kỳ ấn tượng với màn tỏa sáng của Mạnh Hùng. Một tình huống bẫy chắn thành công rồi. Và bẫy chắn thành công nữa của chuyền hai Văn Hiếu. 9-8 cho Thái Thịnh. Cơ hội trả cho ai? Tuấn Quân. Lại lỗi dâm vạch cổi, quá đáng tiếc. 18 chàng trai đến từ Thái Thịnh. Có điểm số cho Mai Hòa. 9-10 cho Mai Hòa Nguyên. Pha xử lý bóng vừa là của Văn Thường. Gọi là đánh vào xe tinh thật đấy, nên là đánh lâu. Cơ hội tra cho ai? Lại một tình huống bẫy chắn nữa rồi. Tình huống xử lý quá tình quái của chuyền hai Văn Hiếu và Việt Quan. Chuyền hai Việt Quan đã sập bẫy Văn Hiếu và vâng, và bóng không thành công. Mở điểm cho Mai Hòa 10-11. Hoài Nam lại vạch rồi. Hoài Nam ơi, một pha dội bom của Hoài Nam lại không thành công. Trời ơi, Hoài Nam hôm nay sao dám vạch nhiều thế. Một pha đập bóng không khác gì một pha dội bom. Rất đáng tiếc là Hoài Nam lại dám vạch các bạn ạ. 11 đều cho Mai Hòa rồi. Mạnh Hùng, cơ hội trả cho ai? Và là bóng quy lực thành công của Lưu Huy Đông. Vâng, 12-11 cho anh trai đến từ Thái Thịnh. Vâng, các anh trai trẻ đến từ Thái Thịnh Kim Bôn Hải Dương đã thi đấu 2 trận các bạn. Thi đấu để thua trước các anh trai chủ nhà FC Vẻ với tỷ số 2-1 và cũng để thua các anh trai đến từ Phú Yên Đông với tỷ số 2-1 các bạn. Đây là trận đấu thứ 3 của Thái Thịnh Kim Bôn Hải Dương. Bóng vẫn còn. Cơ hội cho ai? Mạnh Hùng, quá tuyệt vời. Một pha đập bóng tuyệt vời nữa đến từ vị trí của Mạnh Hùng. Vâng, Mạnh Hùng hôm nay có rất nhiều tình huống bóng highlight rồi các bạn ạ. 12 đều cho anh trai đến từ Mai Hòa Cửa Yên. Vâng, chuyền hai Việt Quan đang rất hiểu Mạnh Hùng. Những pha chuyền bóng của Việt Quan tạo điều kiện cho Mạnh Hùng dứt điểm là quá tuyệt vời. Và ghi điểm của Lưu Huy Đồng. 13-12 cho Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương. Vâng, Ngọc Tuấn sang người phát bóng cho anh trai đến từ Thái Thịnh. Và là bóng uy lực của Tuấn Quan. Vâng, pha ghi điểm của Tuấn Quan cho các anh trai đến từ Mai Hoàng Yên. Một pha đội bóng có lực quá tuyệt vời các bạn ạ. Tuấn Quan là một chàng trai rất trẻ và xuất sắc của Mai Hòa các bạn nhé. 13 đều rồi. Vâng, chúng ta có nhiều tình huống đập bóng tuyệt vời như vậy nữa. Câu trả lời sẽ là của ai? Một tình huống bóp một hơi lỗi của Thái Thịnh. Bám chắn tuyệt vời của Lưu Huy Đông. Và xử lý bóng có thành công vừa là của Việt Quan. 14-13 cho Thái Thịnh. Rất đáng tiếc. 14 đều cho anh trai đến từ Mai Hòa. Vâng, các anh trai đến từ hai đội chúng ta cần chơi quyết tâm hơn nữa, máu lửa hơn. Và phá chắn thành công của Ngọc Tuấn. 15-14 cho Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương. Vâng, Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương mang đến một đội hình rất trẻ và tài năng. Nhưng trong buổi giao hữu này đã thi đấu 2 trận và đã để thua cả hai các bạn ạ, với tổng tỷ số là 2-1. Và đây là trận đấu thứ 3 của Thái Thịnh. Một pha đập bóng không khác gì tội bom của Hoài Lam. Không còn cơ hội nào cho hàng thủ bên phía đội Mai Hòa trong tình huống bóng rồi các bạn ạ. Và đập bóng quá tuyệt vời của Hoài Lam để vang tỷ số 16-15 cho Thái Thịnh. Câu trả lời đến từ Mạnh Hùng. Không thành công rồi các bạn ơi. Một pha đáp trả đến từ Mạnh Hùng sau tình huống đập bóng uy lực của Hoài Lam đã không thành công. 17-15 cho Thái Thịnh. Và vòng vào dứt điểm không thành công của Bồ Thường. 18-15 cho Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương. Tuấn Quân, bóng lọt chắn rồi.
Rất đáng tiếc lại lỗi dâm vạch. Quá đáng tiếc cho Mai Hòa. 19-15 cho Thái Thịnh. Lại lỗi phạt bóng của Thành Công nữa rồi. Quá đáng tiếc cho Thái Thịnh. 16-19. Bóng theo đồn xa thì Thái Thịnh trong buổi giao hữu này đã thi đấu phần chủ quan các bạn ạ. Một tình huống đá bóng với lực lượng của Mạnh Hùng. Vâng. Quá đã sự bắt tay của Mạnh Hùng với Hoài Lam. Rồi tình huống bắt tay thông cảm các bạn ạ. Tôi sẽ chờ tình huống đáp trả đến từ vị trí của Hoài Lam. Rất đáng tiếc. 20-17 cho Thái Thịnh rồi. Vâng. Một điểm số thôi thì Thái Thịnh Kim Mô Đại Dương sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Mạnh Hùng. Vâng, vậy là không thành công. Khép lại trận đấu thứ nhất này thì Thái Thịnh Kim Mô Đại Dương đã vượt qua Mai Hòa Cảnh Yên với tỷ số là 21-17. Và hai đội sẽ tiến hành đổi sân để thi đấu luôn ạ. Vậy là trận đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Đúng một tốt. Một pha xử lý ngay của Việt Quan không thành công rồi. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ hai đã thuộc về Thái Thịnh. 1-0 cho Thái Thịnh. Tuấn Quan. Một pha kết thúc uy lực của Tuấn Quan. Vâng, điểm cho trai bên phía đội Mai Hòa 1-1. Vâng, Tuấn Quan là chàng trai trẻ có lực lập rất tốt các bạn ạ. Không được rồi, một pha phát bóng hơi ẩu rồi. Điểm cho Thái Thịnh 2-1. Chúng ta cần thi đấu tập trung, bình tĩnh hơn nữa các bạn ạ. Mạnh Hùng chưa thành công. Cơ hội sẽ trả cho ai? Pha xử lý của Mạnh Hùng. Huy Đông một pha bỏ nhỏ. Vâng, tình huống bỏ nhỏ thành công. Một Huy Đông đã mang điểm số 3-1 cho anh trai đến từ Thái Thịnh. Bước một tốt của Tuấn Quan. Và đội bóng uy lực của Mạnh Hùng. Rất đáng tiếc, trọng tài xác định bóng ngoài sân. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Thái Thịnh 4-1. Vâng, pha ghi điểm của các anh trai bên phía đội Mai Hòa. 2-4 cho Mai Hòa. Vâng, các anh trai đội chúng ta hãy tập trung thi đấu cống hiến với hơn 100% sức lực của mình xem nào. Một tình huống ra dò của Lương Huy Đông. Một pha đập bóng qua lực quá tuyệt vời của Lương Huy Đông để mang tỷ số 5-2 cho Thái Thịnh. Sẽ là câu trả lời của ai đây? Tuấn Con hay là Mạnh Hùng đây? Câu trả lời sẽ cho ai? Mạnh Hùng! Thành công rồi! Và đáp trả thành công của Mạnh Hùng. 3-5 cho Mai Hòa Cảnh Yên. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Tôi sẽ mong chờ tình huống đập bóng đến từ vị trí của Hoài Lam. Hoài Lam Trăng. Quá tuyệt vời các bạn ơi! Một pha hợp tấn công quá tuyệt vời giữa Chuyền Hai Văn Hiếu và pha kết thúc quá hay đến từ vị trí của Hải Lăng. Một tình huống phối hợp tấn công quá tuyệt vời các bạn ạ. Với pha kết thúc uy lực của Hải Lăng. Vâng, 6-3 cho anh trai đến từ Thái Thịnh. Sẽ có màn đáp trả của ai? Quá hay. Văn Thường. Vâng, một chàng trai mà có tình huống phối hợp đánh nhanh với Việt Quang. Vâng, 4-6 cho Mai Hòa. Quá đáng tiếc. Đây là công bằng tội đấy ạ. 7-4 cho Thái Thịnh. Bước một tốt của Văn Thường. Tuấn Quan lót chắn rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Mai Hòa 5-7. Vâng, theo quan sát thì các anh trai bên phía đội Mai Hòa cũng thi đấu không hề kém cạnh trước anh trai đến từ Thái Thịnh Kim Bôn Hải Dương các bạn nhé. Thì đấu rất tuyệt vời. Quá hay. Vâng, giá trị của Hoài Lam đang lên tiếng trong những phút vừa qua các bạn ạ. Quá tuyệt vời Hoài Lam. 8-5 cho các con trai đến từ Thái Thịnh Kim Mô Hải Dương. Vâng, Hoài Lam theo tôi đánh giá là chủ công xuất sắc nhất của Thái Thịnh Kim Mô Hải Dương trong những năm gần đây.
Một pha đập bóng thành công của Mạnh Hùng. Bóng Mạnh Hùng đã tình huống đáp trả thành công để giành điểm số cho Mai Hòa 6-8. Bước một tốt rồi. Ngọc Tuấn không thành công. Tình huống phối hợp đánh trồng biên không thành công của các anh trai bên phía đội Thái Thịnh. Vâng, 7-8 cho Mai Hòa. Mạnh Hùng chưa được. Lưu Huy Đông không được rồi. Vâng, điểm số 8 đều. Vâng, điểm số đã được san bằng các bạn ạ. 8 đều rồi. Vẫn coi người phá bóng. Cơ hội trao cho ai? Một pha xử lý ngay của Văn Hiếu. Văn Hiếu có điểm số rồi và ghi điểm của Mạnh Hùng. Vâng, Mạnh Hùng vẫn đang thi đấu ấn tượng bên Mai Hòa các bạn ạ. Qua này, đó là pha xử lý của Văn Hiếu. Chuyền hài quá khét bên phía Thái Thịnh, có tình huống xử lý bóng tốt để mang điểm số cho Thái Thịnh. 9 đều các bạn ạ, điểm số đang là 9 đều. Bước một của tốt của Văn Thường, một pha chuyền xử lý ngay của Việt Quang. Vâng, vậy là điểm cho anh trai đến từ Mai Hòa rồi, 19, Mai Hòa lại vượt lên. Quá hay. Một tình huống phối hợp tấn công quá tuyệt vời giữa Văn Hiếu và Hoài Lam. Và kết thúc quá tốt của Hoài Lam để mang số 10 đều cho Thái Thịnh. Một pha phát bóng tấn công của Văn Điệp. Văn Điệp gần. Vậy là trọng tài đã xác định điểm cho anh trai bên phía đội Thái Thịnh. Lỗi kỹ thuật của anh trai bên phía đội Mai Hòa. 11-10 cho Thái Thịnh. Một pha phát bóng rất khó chịu đến từ Lương Huy Đồng. Cơ hội trao cho ai? Quá hay. Vâng, pha kết thúc tuyệt vời rồi là của Lương Huy Đồng các bạn ạ. Tình huống phối hợp giữa chuyền hai Văn Hiếu và pha kết thúc của Lương Huy Đồng. 12-10 cho Thái Thịnh. Mạnh Hùng, đó là pha đáp trả của Mạnh Hùng. Vâng, những chàng trai xuất sắc nhất của hai đội đã tình huống đáp trả lẫn nhau. 11-12 cho Mai Hòa Cửa Yên. Sẽ là câu trả lời của Hoài Lam chăng? Đúng là Hoài Lam rồi. Một tình huống ghi điểm của Hoài Lam cho Thái Thịnh. 13-11. Ghi điểm của Hoài Lam cho Thái Thịnh đi môi Hải Dương các bạn ạ. Tuấn Quân. Vâng, Tuấn Quân đã ghi điểm cho anh trai bên phía đội Mai Hòa. 12-13. Vâng, hai đội đang bám đuổi nhau từ điểm số 1 mà thôi. Khoảng cách giữa đội chỉ là một điểm số. Vẫn là Mạnh Hùng. Cơ hội trao cho ai? Lưu Huy Đông. Cái chân rất khéo của Mạnh Hùng các bạn ạ. Một pha xử lý ngay của Mạnh Hùng. Và phòng tốt của các trai bên phía đội Thái Thịnh. Hoài Lam quá hay. Cơ hội sẽ trao cho ai? Mạnh Hùng. Một tình huống đá bóng nguy lực của Mạnh Hùng. Rất đáng tiếc, bóng ngoài sân. Vâng, điểm cho trai đến từ Thái Thịnh. 14-12. Vâng, trận đấu tiếp theo là trận đấu cuối cùng giữa anh trai bên phía đội Phú Thanh Đông và FC Vẻ các bạn nhé. Tuấn Quân không được rồi, lỗi dẫm vạch rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Thái Thịnh, 16-12. Mạnh Hùng. Tình huống bám chắn ra ngoài mất rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Mai Hòa, 12-16. Đó là pha đối đầu trực tiếp giữa Mạnh Hùng và Hoài Lam các bạn ạ. Bước một tốt của Hoài Lam. Không được rồi.
Pha chuyền hai hơi thấp rồi. Điểm cho trai đến từ Mai Hòa 14-16. Bám chắn nọt rồi, tình huống lập bóng thành công của Ngọc Tuấn. 17-14 cho anh trai đến từ Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương. Vâng, rất có thể trận đấu này sẽ khép lại trong hai set mà thôi các bạn ạ. Một tình huống quá bom đến từ vị trí của Mạnh Hùng các bạn ơi. Một pha đập bóng quá tuyệt vời của Mạnh Hùng để mang được số 15-17 cho anh trai đến từ Mai Hoàng Cường Yên. Một tình huống đập bóng quá tuyệt vời đến từ vị trí của Mạnh Hùng các bạn ạ. Vâng, Mạnh Hùng vẫn xứng đáng được điểm 10 của tôi. Vẫn là Mạnh Hùng. Rất đáng tiếc, tình huống là bóng rồi đã chạm lên lưới ra ngoài. Vâng, điểm cho trai đến từ Thái Thịnh 18-15. Sẽ là cơ hội trả đoài, vẫn là Mạnh Hùng. Một tình huống đối đầu trực tiếp giữa Mạnh Hùng và Lưu Huy Đồng. Vâng, điểm cho trai đến từ Thái Thịnh 19-15. Một pha xử lý ngay của chuyền hai Vĩ Quan. Bám chắn tốt rồi, bóng vẫn còn. Cái chân rất khéo của Văn Hiếu. Và phòng thủ tốt của Ngọc Quấn. Cơ hội trao cho Mạnh Hùng. Vâng, bám chắn ra ngoài mất rồi. Vâng, điểm 16-19 cho Mai Hòa Quảng Yên. Vâng, các anh trai bên phía đội Mai Hòa Quảng Yên vẫn thi đấu rất quyết tâm ạ. Chưa chịu đầu hàng. Quá hay. Đó là pha đá bóng tuyệt vời của Lưu Huy Đồng. 20-16 cho anh trai đến từ Thái Thịnh Kim Môn Hải Dương. Vâng, Văn Điệp sang người phát bóng cho Thái Thịnh. Một pha phòng tấn công Văn Điệp trực tiếp rồi. Vậy là khép lại trận đấu thứ hai này, các trai bên phía đội Thái Thịnh Kim Môn đã vượt qua các trai đến từ Mai Hòa Cường Yên, tỷ số là 21-16. Vậy là chung cuộc sau hai set thì Thái Thịnh đã vượt qua Mai Hòa tỷ số là 2-0.